Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Mở đầu bản tin hôm nay chủ nhật ngày 15 tháng 5 sẽ là thông tin về tình hình dịch COVID-19 và một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Theo thông tin từ Sở Y tế từ 17 giờ ngày 13 tháng 5 đến 17 giờ ngày 14 tháng 5, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 21 trường hợp mắc Covid-19, trong đó thành phố Cao Bằng ghi nhận 6 trường hợp, huyện Bảo Lâm 3 trường hợp, huyện Hà Quảng và Trùng Khánh mỗi huyện ghi nhận 1 trường hợp. Huyện Nguyên Bình 2 trường hợp, huyện Thạch An và Quảng Hòa mỗi huyện 4 trường hợp. Các huyện Bảo Lạc, Hạ Lang, Hòa An không ghi nhận trường hợp mắc mới Covid-19. Đến nay, tỉnh Cao Bằng ghi nhận tổng cộng 95.122 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 94.570 trường hợp được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 551 trường hợp ghi nhận đi từ các tỉnh thành trong nước trở về, một trường hợp là công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Về tình hình điều trị cách ly, hiện có 23 trường hợp mắc COVID-19 đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, 2439 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Trong ngày 14 tháng 5, có 29 trường hợp đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Có một công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới tỉnh Cao Bằng đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Tính đến hết ngày 14 tháng 5, tỉnh Cao Bằng đã lấy 560.683 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Ngày 14 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp với huyện đoàn Hà Quảng tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người và trao 70 xuất quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn hai xã Yên Sơn và Thanh Long. Tại chương trình, các y bác sĩ của câu lạc bộ Thầy Thuốc Trẻ của huyện đã kiểm tra sức khỏe, thăm khám bệnh và tư vấn sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp điều trị đúng cách để người dân bảo vệ chăm sóc sức khỏe hàng ngày, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ dân với tổng giá trị tiền thuốc trên 15 triệu đồng. Chương trình đã trao 70 xuất quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có người khuyết tật đặc biệt khó khăn, người già trên 65 tuổi, gia đình phụ nữ đơn thân đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi và gia đình chính sách trên địa bàn hai xã đặc biệt khó khăn của huyện là Yên Sơn và xã Thanh Long. Mỗi xuất quà trị giá 200.000 đồng, gồm lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm. Các suất quà tặng được huy động quyên góp thông qua việc triển khai thực hiện chương trình trợ nhân đạo của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Kinh phí thực hiện các hoạt động được trích từ nguồn quỹ nhân đạo của huyện và vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn đóng góp thông qua tổ chức hội chữ thập đỏ tại địa phương. Ngày 14 tháng 5, Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Trung học Cơ sở Ngũ Lão, huyện Hòa An tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề Hành trình về nguồn chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890 19 tháng 5 năm 2022. Tại buổi ngoại khóa, giáo viên và học sinh trường phổ thông dân tộc bán Chú trung học cơ sở Ngũ Lão huyện Hòa An được cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang giới thiệu những nội dung cơ bản liên quan đến luật biên giới quốc gia, nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam Trung Quốc, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc, ý nghĩa của việc ký kết và thực hiện ba văn kiện pháp lý. Dịp này, đoàn đã đến dân hương dân hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan nhà trưng bày triển lãm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó. Dân hương thăm khu di tích lịch sử Kim Đồng và tổ chức lễ kết nạp đội viên mới năm học 2021-2022. Từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022, 21 đơn vị đoàn xã thị trấn trên địa bàn huyện Hà Quảng đã tổ chức xong đại hội đại biểu đoàn thanh niên cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027. Năm đoàn trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tổ chức xong đại hội đoàn trường trung học phổ thông nhiệm kỳ 2021-2022 và 12 chi đoàn trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Tổng cộng 38 đơn vị đoàn cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo thời gian theo hướng dẫn của Trung ương đoàn. Qua đó đã bầu ra 38 đồng chí bí thư, 38 đồng chí phó bí thư đoàn cấp cơ sở và bầu ra 355 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới. 170 đại biểu tiêu biểu được bầu qua các đại hội cấp cơ sở sẽ đại diện cho 4.484 đoàn viên thanh niên trong toàn huyện tham dự đại hội cấp huyện. Hiện nay, Ban Thường vụ huyện đoàn đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, các nội dung văn kiện, đề án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hà Quảng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Chiều ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, phát biểu và dự tọa đàm chính sách tại Đại học Harvard, thành phố Boston giám đốc chương trình việt nam trường harvard cho biết harvard đã thực hiện đối thoại chính sách với phía việt nam trong ba thập kỷ vừa qua chú trọng vào việc góp phần giải quyết những thách thức lớn nhất mà việt nam phải đối mặt trong từng giai đoạn nhấn mạnh những thách thức mới mà việt nam phải đối mặt trong giai đoạn phát triển mới giáo sư cho biết các cử tọa rất muốn lắng nghe các quan điểm của thủ tướng phạm minh chính trong bài phát biểu quan trọng tại đây, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích về chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả tại Việt Nam. Trong đó, Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán là kiên định đường lối đổi mới, mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất hiệu quả với bên ngoài. Đường lối đổi mới dựa trên 3 trụ cột, gồm xóa quan liêu bao cấp, thực hiện đa sở hữu và hội nhập. Nhờ đường lối đổi mới, Đặc biệt là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Từ một nền kinh tế kém phát triển, sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thủ tướng nêu rõ mục tiêu chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao để đạt được những mục tiêu đã đề ra thủ tướng nhắc tới một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu kết thúc bài phát biểu thủ tướng đánh giá cao kết quả hoạt động do đại học harvard và các cơ quan chính phủ việt nam phối hợp triển khai thủ tướng bày tỏ việt nam mong muốn nhân rộng mô hình này với các trường đại học nổi tiếng khác của hoa kỳ và thế giới với cách làm mới hơn hiệu quả hơn Sáng ngày 15 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thủ đô Viên Chăn bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tại sân bay, phía Lào có Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có ý nghĩa chính trị rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây cũng là chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022 và cũng là chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Đối với Lào, đây là đoàn chủ tịch quốc hội đầu tiên của nước ngoài thăm chính thức Lào kể từ sau đại hội 11 và sau kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 9 của Lào. Với thêm 232.000 tài khoản chứng khoán mới, tính đến cuối tháng 4 năm 2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân đạt chính thức vượt 5,2 triệu tài khoản. Động thái xử lý các sai phạm của chính phủ nhằm mang đến môi trường đầu tư lành mạnh trên thị trường chứng khoán dù tích cực nhưng chi phối không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong tháng tư vừa qua. Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho thấy Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, các nhà đầu tư trong nước đã mở mới 232.328 tài khoản chứng khoán, trong đó các nhà đầu tư cá nhân mở mới 231.782 tài khoản, số lượng tài khoản do nhà đầu tư tổ chức mở là 178. Lũy kế đạt 13.670 tài khoản. Với mức tăng trưởng này, tỷ lệ người dân tham gia vào thị trường chứng khoán trên tổng dân số hiện đã đạt 5,2% và gấp 1,5 lần tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm gần đây cộng lại với 1,4 triệu tài khoản. Theo đó trong năm 2021, các nhà đầu tư trong nước chỉ mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán. Thời điểm này, hơn 1 triệu thí sinh đang là học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 và thí sinh tự do trên cả nước đã hoàn thành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thí sinh lớp 12 có thể phản hồi về các sai sót nếu có liên quan đến thông tin xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên hệ thống quản lý thi trước ngày 10 tháng 6 năm 2022. Thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo địa chỉ http 2 2 thí sinh chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông edu vn để tra cứu phát hiện và báo cáo để được hỗ trợ sửa chữa bổ sung kịp thời các thông tin bị sai sót nhầm lẫn từ nay tới trước ngày 21 tháng 5 các trường phổ thông có trách nhiệm in danh sách thí sinh đăng ký dự thi tổ chức cho thí sinh ra soát ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách để đảm bảo quyền lợi dự thi hạn chế tối đa sai sót Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu đã được cấp. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến chiều ngày 14 tháng 5, cả nước đã tiêm gần 2,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó đã có gần 1.700 liều vaccine tiêm mũi 2 cho trẻ ở độ tuổi này đến nay tổng số liều vaccine phòng covid-19 đã được tiêm là trên 216,8 triệu liều, trong đó ngày 13 tháng 5 có gần 300.000 liều vaccine được tiêm. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là trên 197 triệu liều, từ 12 đến 17 tuổi là 17,4 triệu liều, từ 5 đến 12 tuổi là gần 2,4 triệu liều, trong đó mũi một là gần 2,4 triệu liều, mũi hai là trên 1.600 liều. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã phân bổ hơn 4,6 triệu liều vaccine để các tỉnh thành phố tiêm cho trẻ. Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý 2 năm 2022, theo chỉ đạo của chính phủ. Chuyển sang tin quốc tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vaccine ngừa COVID-19 có thể hoàn toàn suy giảm hiệu quả theo thời gian. Đây cũng là lý do tại sao người dân cần tiêm mũi tăng cường, ngay cả khi họ đã từng mắc COVID-19. Hầu hết ý kiến của một số nhà khoa học, các chuyên gia dịch tễ học đều cho rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường là vô cùng cần thiết, cũng như khả năng tiêm vaccine ngừa COVID-19 trở thành mũi tiêm hàng năm. Trường nhóm khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, sau khi mắc COVID-19, mọi người sẽ có phản ứng miễn dịch. Tuy nhiên, mỗi người lại có phản ứng miễn dịch khác nhau, và nó phụ thuộc vào việc bạn bị nhiễm COVID-19 nhẹ hay nặng. Nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy những người bị nhiễm COVID-19 rất nhẹ hoặc không có triệu chứng sẽ có mức kháng thể rất thấp. Vì vậy, đây là lý do tại sao WHO vẫn khuyến cáo rằng ngay cả khi đã bị nhiễm COVID-19 thì vẫn nên tiếp tục tiêm vaccine. Vì vaccine sau đó đóng vai trò như một chất tăng cường hệ miễn dịch. Kết quả từ nghiên cứu hơn 180.000 người của nhóm nhà khoa học Israel cho thấy, từ 14 đến 30 ngày sau khi tiêm mũi thứ tư, các ca nhiễm COVID-19 giảm 52%, nhập viện giảm 72%, tử vong giảm 76% so với những người đã tiêm mũi 3. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.